Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-learning lần thứ tư. Sau 8 năm, cuộc thi đã trở thành sân chơi để các thầy cô giáo trên cả nước được đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy học, tạo nên những sản phẩm tự học, hấp dẫn cho học sinh khắp mọi miền đất nước. Từ hơn 12.000 sản phẩm gửi về dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn được 5.341 bài giảng chất lượng để đưa lên kho bài giảng e-learning trực tuyến quốc gia. Đây là tài liệu quý để giáo viên phổ thông cả nước cùng tham khảo và cũng tại đây, các em học sinh dù ở những vùng khó khăn nhất cũng có thể được học những bài giảng chất lượng cao. Bài giảng của mình dùng 80% là với giáo viên bản ngữ. Có rất nhiều những cái trò chơi mình thiết kế qua cái bài giảng đó để cho các em thay đổi không khí, vì các em học sinh tiểu học thì đòi hỏi là cái sự tập trung của các em không được cao, không được lâu, vì vậy rất nhiều hoạt động nó đa dạng và các em học nhưng mà các em chơi, các em không biết là các em học đâu và tiếp nhận ngôn ngữ một cách rất là tự nhiên, các em rất là thích. Không chỉ riêng cô giáo Đinh Thị Thảo, trong số gần 300 giáo viên được trao giải trong lễ tổng kết hôm nay, Hà Nội có tất cả 50 giải thưởng các loại. Hà Nội cũng là địa phương có số bài dự thi cao top đầu. Với các thầy cô, vượt qua những khó khăn trở ngại, nhiều đêm thức trắng để thiết kế bài giảng. Mong muốn duy nhất là sẽ đóng góp được những bài giảng điện tử chất lượng, góp phần xây dựng môi trường học tập mọi lúc, mọi nơi, cuốn hút học sinh. Nhóm tác giả của chúng tôi thì có ý tưởng để làm bài giảng e-learning về môn mỹ thuật với mong muốn là đưa được các cái lượng thông tin về hình ảnh rồi là kiến thức xen kẽ với cả âm nhạc kết hợp với cả phương pháp của Đan Mạch để giúp học sinh hiểu rõ hơn, nắm được kiến thức một cách nhanh nhất và có hứng thú hơn đối với môn học. Cuộc thi này rất hữu ích cho các thầy cô và có đạt hiệu quả cao cho các học sinh học trực tuyến trên mạng Internet. Học sinh rất là thích thú, các con được lên thực hiện thao tác tương tác ở trên máy tính rất phù hợp với cái việc học hiện nay ạ.